Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì chú bác, các anh các chị và các bạn mến. Hôm nay nói về cái chủ đề tuyệt thực này này thì phải nói đến việc mà cô con dâu của ông Lê Đình Công tức Nguyễn Thị Duyên có vào thăm bố chồng, anh chồng và chồng ở cái trại tạm giam á. Cái cô con dâu hiếu thảo của Lê Đình Công tức là Nguyễn Thị Duyên này này vào thăm bố chồng, anh chồng và chồng là Lê Đình Uy. Cô này phát hiện ra điều lạ là số tiền lưu ký của Lê Đình Công không thay đổi do so với cái tháng trước. Từ đó nhấn mạnh từ cái thời điểm kháng cáo đến cái thời điểm mà con dâu Nguyễn Thị Duyên này, này tức vợ của Lê Đình Uy ấy, vào thăm thì xét thấy rằng cái tiền đấy bố chồng không mua thực phẩm, không mua cái gì ăn thêm ở trong trại tạm giam, trại giam ấy. À, nên cái cô con dâu Nguyễn Thị Duyên này này cảm thấy lo lắng, cho rằng Lê Đình Công đã tuyệt thực ở một diễn biến khác. Thì Nguyễn Văn Đài ấy, với cái kinh nghiệm ở tù lâu ngày ấy, nên nó cho rằng là ông Lê Đình Công này đã tuyệt thực. Đó. Mà hơn nữa, Nguyễn Văn Đài còn đăng tớt cho rằng cán bộ trại giam, có nghĩa là cán bộ quản giáo gây khó dễ cho Lê Đình Công tiếp cận với căng tin, bởi vì ông này làm đơn kháng cáo. Tất cả những thành phần bị vào tù của cái vụ án Đồng Tâm này này được các anh em dân chủ cuội rất là quan tâm. Đấy. Mà có mối liên kết đặc biệt với cái đám phản động ở nước ngoài cũng như trong nước này. Mà ở đây đặc biệt hơn ấy, cái nick Nguyễn Duyên tức của Nguyễn Thị Duyên này này liên tục chia sẻ những bài viết phản động nhá. Và cái nick khác là cái nick Kỳ Duyên, chuyên đăng bán hàng ăn chơi nhảy múa đó. Mà nói đến cái việc này thì chúng ta không lạ gì cái đám dân chủ cuội nhà Lê Đình Công, Lê Đình Kình này này lâu nay ấy, thường xuyên giao du với cái đám dân chủ cuội phản động ở trong nước và ngoài nước. Bởi vì sao? Bởi vì cái đám phản động ở trong nước và ngoài nước này nó hà hơi tiếp sức cho cái đám tổ đồng thuận này. Và bọn chúng còn truyền thụ lại cái kinh nghiệm sao chống phá nhà nước, chống phá chính quyền, tìm đủ mọi cách để lách luật, để xuyên tạc, để chống phá nhà nước. Đấy là những một trong những số tuyệt kỹ mà các nhà đấu tranh người ta tập hợp và làm ra, người ta đều truyền thụ cho cái đám này hết. Chính những người ở trong cái đám dân chủ cuội trong nước cũng truyền tai và nói với nhau rằng cái đám mà rêu rao kêu tuyệt thực ấy, vẫn béo ú như heo ở trong nhà tù ấy. Tuyệt thực cái gì? Tuyệt thực bởi vì có tiền lưu ký, ăn uống ở căng tin thoải mái. Ngoài cái suất ăn của những người bị cải tạo thì các vị mua thêm cái khẩu phần ăn, nên là bọn chúng có cái tiền lưu ký từ những cái thành phần phản động này, có cái tiền lưu ký từ cái bọn dân chủ cuội, nó gửi cho người nhà đưa vào trong trại giam để sao để có tiền tiếp tế lưu ký để mua thêm thức ăn thực phẩm này nọ đó. Bởi vì nói đến ông Lê Đình Công này này,
không thấy dùng cái tiền lưu ký ăn uống ở trong nhà tù á, nên là cái cô con dâu Nguyễn Thị Duyên này nghĩ rằng á, cha chồng ông đã tuyệt thực ở trong nhà tù nên rất lo lắng đó. Mà cái đám nhà đấu tranh dân chủ cuội, đặc biệt là Nguyễn Văn Đài, cũng nghĩ đến ngay là việc tuyệt thực như ngày trước hắn đã từng ở tù cũng làm vậy. Mà hai từ tuyệt thực này để trong ngoặc kép nhé. Nhà tù, nhà tạm giam hoặc là nhà giam, người ta không bao giờ để cho các anh các chị phải nhịn đói, người ta vẫn có khẩu phần ăn dành cho các anh. Các anh các chị không ăn đấy là việc của các anh cũng tuyệt thực mặc xác các anh. À, còn tiền lưu ký gửi cho các anh có quyền mua thêm thức ăn thực phẩm ở ngoài căng tin. Đó. Cái tên Nguyễn Văn Đài này nó cũng rất là khôn và kinh nghiệm hơn. Chính Đài nhận thấy trong cái trường hợp này không thể cố gắng nhét hai chữ tuyệt thực vào mồm của ông Công được, nên là đã sử dụng một cách khác. Đấy. Hắn ta lại bịa đặt ra rằng có khi ông này không muốn ăn bởi vì trước sau thì ông cũng bị xử tội chết, đưa ra pháp trường. Nếu mà cái tên Nguyễn Văn Đài này cố tình nhét cái chữ tuyệt thực hay chữ tuyệt thực vào mồm ông Lê Đình Công á, thì nó lại quá là một sai lầm. Bởi vì ông này chả có lý do gì phải tuyệt thực cả. Bởi vì thế này này, nếu mà ông ấy tuyệt thực thì ông ấy không có lý do gì để kháng cáo. Ông sống phải khỏe mạnh để cố giành lại sự sống trong cái chết. Bởi vì tòa đã tuyên án ông ấy là tử hình, đúng không? À, cái việc mà cái chữ tuyệt thực ấy, thực ra là cái đám nhà đấu tranh dân chủ cuội nó đưa ra đấy. Cái Nguyễn Văn Đài ấy, không cố nhét cái chữ tuyệt thực vào mồm ông Lê Đình Công được, nên nó bẻ lái nói rằng bên lực lượng công an, cán bộ quản giáo không cho ông Lê Đình Công tiếp cận với căng tin. Đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây này, thì tại sao các con trai Lê Đình Công, cụ thể là Lê Đình Uy này này, vẫn được tiếp cận, vẫn sử dụng cái tiền lưu ký, vẫn ăn uống tự do thoải mái ở trong đó? Trong này á, chính cán bộ trại giam người ta cũng giải thích rằng Công này do cảm thấy hối lỗi với gia đình là một, bởi lôi kéo toàn bộ con cái dòng họ anh em trong gia đình vào việc tội lỗi là thứ nhất. Cái thứ hai là ông ấy ăn năn hối lỗi áy náy bởi sự hy sinh của ba đồng chí công an ấy. Nên ông ấy quyết định ăn chay chứ không phải là tuyệt thực. Bởi vì sao? Bởi vì những đêm của ông cứ nằm mơ và tưởng tượng rằng cái chết đau đớn của ba chiến sĩ cảnh sát, sự hy sinh của ba chiến sĩ cảnh sát đó là một. Cái áy náy nữa, chính cha là ông Lê Đình Kình cũng đã chết, người không khuyên ngăn, không ngăn cản mà hùa theo
Hơn nữa lại lôi kéo cả anh em dòng họ đi vào con đường tội lỗi như vậy. Nên ông đã quyết định ăn chay để sám hối trước vành móng ngựa, trước sự trừng trị nghiêm khắc thích đáng của pháp luật. Có lẽ ăn chay là hành động lương thiện cuối cùng của Công ở trên cõi đời này nhé, nhằm hy vọng rằng có một cái phép màu, không được sống thì sang thế giới bên kia, thì cái lương tâm của ông đỡ bị cắn rứt, đỡ bị áy náy. Còn quay sang đối với tên Nguyễn Văn Đài này, hở tí các nhà đấu tranh ở trong ngoặc kép có chuyện gì đăng lên tút lên Facebook là hắn nhảy vào, hắn viết bài, mà viết bài còn sai cả lối chính tả. Đấy, từng là một luật sư. Đối với cơ quan công an khi người ta đã đưa vụ án ra xét xử, tòa xét xử xong, trại giam người ta, cán bộ quản giáo người ta lúc nào cũng đối xử công bằng, kể cả tử tù hay là người phạm tù bình thường, phạm tội bình thường vẫn được tiếp cận, vẫn được ăn uống bình thường, kể cả cái tiền hay là những cái gì mà gia đình người thân người ta tiếp tế cho. Còn ở đây thì Nguyễn Văn Đài với con dâu của ông Lê Đình Công, tức Nguyễn Thị Duyên này, là một cái con ả. Dương Vy khẳng định đến thời điểm này lăng loạn. Bởi vì sao Dương Vy lại khẳng định vậy? Bởi vì ả có hai cái nick, một nick Facebook Nguyễn Duyên, thường xuyên giao du chia sẻ đối với những cái bài viết của đám phản động. Cái nick Facebook thứ hai là Kỳ Duyên, đóng bởi ngoặc kép vua thời trang ấy, hát hò ăn chơi đàn đúm đủ các loại thành phần trong xã hội. Đấy, lát Dương Vy sẽ mở cái nick Nguyễn Văn Đài ra. Thôi thì xem cái tớt để cho nó ngắn gọn. Mở nick Nguyễn Văn Đài dài, nặng máy chạy lâu. Đây có người đã phản biện lại cái bài viết của Nguyễn Văn Đài, gạch chéo luôn này. Đây nhá, Nguyễn Văn Đài này. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2020, gia đình chị Duyên, Duyên Nguyễn, đó, tức là Nguyễn Thị Duyên, đó, đi gửi lưu ký cho Lê Đình Công, anh Lê Đình Doanh và Lê Đình Uy. Lê Đình Doanh là anh trai của Lê Đình Uy, cũng con của Lê Đình Công, cháu của Lê Đình Kình nhé. Lê Đình Uy là chồng của Nguyễn Thị Duyên này. Anh Uy và anh Doanh vẫn dùng tiền lưu ký gia đình gửi hàng tháng, chỉ còn ông Lê Đình Công sau khi gửi đơn kháng cáo kêu oan là tiền lưu ký gần như không được tiêu, không xê dịch so với tháng trước. Hỏi nhân viên trại giam thì họ trả lời chắc ông này ăn chay nên không tiêu tiền. Đó là câu nói lấp lửng, và hắn có kết luận rằng á, do cán bộ trại giam không cho ông ấy tiếp cận với căng tin, đó là sự xuyên tạc của cán bộ quản giáo. Hắn còn viết này, cô Nguyễn Duyên có đăng ký mua đồ ăn ở căng tin thành à can ten gửi vào cho ông Lê Đình Công thì vẫn được nhân viên trại giam làm thủ tục, vì có cô Duyên này
không được gặp nên cũng không biết ông Công có nhất được không. Đó là một cái câu hỏi xuyên tạc khi gửi vào cán bộ trại giam, cán bộ quản giáo, người ta có trách nhiệm đưa những cái vật phẩm mà người nhà gửi cho đến đến tay của phạm nhân nhé. Hắn viết này: theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi, sau khi ông Lê Đình Công chống án kêu oan không đúng với ý của Bộ Công an thì chỉ được chống án xin giảm hình phạt, thì Bộ Công an yêu cầu trại giam không cho ông Lê Đình Công mua thực phẩm ở căng tin. Cái đó là sai, sự xuyên tạc trắng trợn của Nguyễn Văn Đài. Cái tên Nguyễn Văn Đài là một tên luật sư dân chủ cuội. Nếu mà không nhờ sự khoan hồng của pháp luật, hiện tại hắn vẫn còn ngồi ở trong trại giam ở nước Việt Nam, không phải là đi Đức được đâu nhá. Nguyễn Văn Đài ấy, cái tên Nguyễn Văn Đài này, đáng nhẽ ra hắn phải tiếp tục ngồi ở trại tạm giam đúng cái thời điểm này này, cho đến kết thúc vụ án là phải 7 năm nữa nha. Còn bây giờ Dương Vy sẽ chứng minh rằng cái cô Nguyễn Thị Duyên này là một cái cô lăng loàn, chồng vào tù vẫn ăn chơi nhảy múa ca hát đàn đúm tụ tập. Hai cái nick của Duyên Nguyễn với là Kỳ Duyên này này, cái nick Kỳ Duyên là có trong ngoặc kép vua thời trang ấy, mọi người vào kiểm tra xem, không thì bảo là Dương Vy lại nói điêu cho ra thế nên được cái nhà đấu tranh dân chủ cuội ở trong nước với cái đám phản động ở hải ngoại nó đặc biệt là quan tâm cái con này. Dương Vy sẽ đi vào cái nick Duyên Nguyễn một chút, không thì mọi người lại bảo Dương Vy nói điêu. Cái tớt của Duyên Nguyễn nó có đăng này này, đây nhá, avatar nó đây nhá. Thôi tắt cái nhạc này đi cho khỏe người, nghe con này nhiều tối lại súng cướp cỏ chết. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2020, nhà tôi đi vào gửi lưu ký cho bố Lê Đình Công, anh Lê Đình Danh và chồng tôi là Lê Đình Quy. Mà cái con này ấy, trước Dương Vy cách đây hơn một tháng, Dương Vy có làm một cái live nói về hắn, về cái này á. Này chả quan tâm gì đến chồng với cha chồng gì hết. Chỉ quan tâm đến tiền này, xe hơi này, vàng bạc quả thôi. Gia đình tôi thực sự lo lắng cho bố, liệu bố tôi có tuyệt thực không? Thương bố quá. Ôi dồi ôi, cái thương của cô thì tôi thấy là cô chỉ có thương toàn những cái đồng tiền của cái đám dân chủ cuội gửi cho này, thương cái tài sản của cô có vàng bạc mà ngày trước cơ quan công an người ta tạm giữ. Tôi có làm cái live phân tích rõ về cái việc đó ở trên kênh Giải Độc Chính Trị đăng ạ nha. Mà tốt nhất ấy, mấy cái thành phần phản động này nên tuyệt thực đi, đừng có ăn cơm gạo của nhà nước là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, gia đình cấm luôn, gia đình không cho gửi tiền lưu ký nữa, hết chuyện. Ví dụ như Nguyễn Đăng Tính này hay Lê Đình Lượng này cũng đòi tuyệt thực, nhưng mà tuyệt thực không ăn cơm trại giam, vẫn ăn cơm của gia đình tiếp tế, tiền gửi vào tiếp tế để ăn cơm ở căng tin, bất cơm nhà tù bình thường, có gì đâu. Anh Kiên Trịnh có điều kiện, có thời gian, anh là luật sư, anh đi vào thử bào chữa cho
gia đình ông Lê Đình Công này khéo lại con Nguyễn Thị Duyên nó lại cảm ơn anh bằng một chầu cà phê cà pháo nào đó. Còn em thì em nên tránh xa cái đám đây, là càng xa em càng tốt. Thì rõ ràng là vấn đề nhân quyền, nhưng mà bọn chúng cứ càng càng nhân quyền thì bọn chúng càng lấn tới Nguyễn Đức ạ. Mình càng cái thương hại bọn chúng cho gia đình tiếp tế này kia thì bọn chúng lại bày ra hết trò này đến trò khác. Ở nước ngoài làm gì có chuyện mà người nhà tiếp tế như vậy. Có gì chỉ có trong một năm ấy, có thời gian ngày lễ ngày Tết đây như thế nào người ta mới được, người nhà mới được phép thăm nom và có sự tiếp tế đâu. Bình thường là làm gì có. Ngay cả nước Mỹ cũng vậy. Đúng rồi, như cái đám tuyệt thực của mẹ con Cấn Thị Thêu ấy, béo ú, như Lê Đình Lượng cũng thế.